أنا اسمي حلا من مركز شبين الكوم. سمعت أن هذه المدرسة بناها الصينيون، فيها حصص متنوعة كتير. تعلمت الشغل اليدوي الجميل. أقدر على الكتابة على الكمبيوتر. عرفت أعضاء جسم الإنسان. عرفت التحليل الفيزيائي. أخبرنا مدير المدرسة أن هذه المدرسة بناها الصينيين. واليوم يأتون إلينا متطوعون في هذه الشركة يعلموننا اللغة الصينية. يعلمنا اللغة الصينية. نتعلم الرموز والثقافة الصينية. بعد الدراسة أنا وأصحابي نلعب اللعب الصيني. نلعب المرجحة. أنا بحلم لما أكبر أكون مهندسة معمارية. المدرسة الصينية تعطينا الأمل. Tôi từ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Trước đây, tôi luôn làm việc tại nước ngoài. Khi xây dựng nhà máy nhiệt điện Hải Dương đã cho tôi cơ hội được trở về quê hương làm việc. Trước đây, tôi chưa bao giờ tiếp xúc với cẩu trục, trục bánh xích. Công ty đã sắp xếp cho một sư phụ người Trung Quốc hướng dẫn tôi. Tôi chăm chỉ quan sát hướng dẫn một cách nghiêm túc, ghi chép điểm chính, vừa làm vừa học hỏi. Khoảng thời gian rảnh vào mỗi buổi trưa, tôi đều tranh thủ luyện tập thêm. Mùa hè nhiệt độ trong buồng lái cao hơn 50 độ. Một buổi trưa luyện tập xong, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có vấn đề gì và cảm thấy rất đáng để bỏ công sức ra như vậy. Trải qua một năm học hỏi, tôi đạt được thành tích đứng thứ 3 trong cuộc thi nâng cơ giới do công ty tổ chức. Phát huy được kỹ năng của bản thân, góp phần xây dựng quê hương tươi đẹp, tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi đến từ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Mọi người thường gọi tôi là anh Bình. Tôi và vợ tôi đều làm tại nhà máy nhiệt điện Hải Dương. Cả hai chúng tôi rất thích môi trường làm việc ở đây. Khi nghe nói công ty xây dựng dự án điện mặt trời Hòa Hội Phú Yên cần nhân viên kỹ thuật, tôi đã chủ động nộp đơn và xin đến làm việc tại công trường nhà máy điện mặt trời đó cách Hải Dương hơn 1.500 km. Tổ chức mua sắm, hỗ trợ thi công xây dựng, kiêm làm lái xe và phiên dịch. Mỗi ngày 3 chiếc điện thoại cầm tay của tôi đều bị gọi hết sạch pin. Tuy vất vả nhưng tôi cảm thấy công việc rất ý nghĩa. Chúng tôi đã mất 190 ngày để lắp đặt 1,05 triệu tấm pin mặt trời, trở thành nhà máy điện mặt trời có tốc độ xây dựng nhanh nhất ở Việt Nam. Nỗ lực làm việc, nhận ra giá trị của bản thân khiến cuộc sống của chúng ta thú vị hơn. Tôi đến từ huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Từ một công chức bình thường đến trợ lý mua sắm cho công ty, quản lý máy móc, thiết bị, vật tư đã mài dũa cho tôi phong cách suy nghĩ chăm chỉ, ham học hỏi và ý chí cầu tiến của tôi. Tại Hải Dương, bản thân tôi đã tham gia và chứng kiến toàn bộ quá trình một nhà máy điện hiện đại từ một mảnh đất cằn cỗi hoang vu mà hình thành lên. Là một phó quản đốc bộ phận tổng hợp, tôi phát huy được sở trường đặc biệt, hỗ trợ quản lý, phiên dịch hiện trường, đóng vai trò là cầu nối, giao lưu hợp tác, giúp cho dự án phát triển thuận lợi. Cũng trong thử thách hết lần này đến lần khác đã giúp tôi có được sự tự tin vượt qua chính mình.
phấn đấu để hoàn thiện bản thân tốt hơn, làm cho gia đình được hạnh phúc hơn. Đó là mục tiêu theo đuổi không ngừng nghỉ của tôi. Sớm, thôn dân Liên đã bận rộn lên, giúp chồng sắp ra ngoài đánh dấu hình dáng. Ông hiện nay là Hội Lầu thôn nhỏ học giáo viên, học lớp 2 và lớp 3 hai lớp. Chồng A Song ở địa phương chạy hàng vận chuyển. Liên nói, sau khi Trung Quốc Điện Kiện đến đây sửa điện trại, thôn đã xảy ra thay đổi lớn. Học sinh có phòng học mới, bàn học mới, trang phục mới. Giáo viên có văn phòng dạy học, thật sự rất hài lòng với tất cả mọi thứ. Hôm nay, Sơn Liên đã viết trên bảng chữ "trung lão" hai chữ. Ông sẽ dùng câu chuyện về 30 thôn mới của Nam Âu Giang, 10.000 thôn mới, 1.000 thôn mới an cư lạc nghiệp, trong trái tim các con, gieo hạt giống của trung lão hữu ích. Tôi không tên là Phùng An Linh, là một người lão hữu ích. 我在中国中铁国际集团从事翻译工作。这份工作让我既了解了老挝，也了解了中国。我喜欢老挝的山，也喜欢中国的水。我喜欢老挝的泼水节，也喜欢中国的春节。我喜欢老挝人的温和从容，也喜欢中国人的拼搏向上。我爱老挝，我也爱中国。เส้นทางรถไฟลาวจีนได้เฮ็ดให้ระหว่างประเทศลาวและประเทศจีนบ่มีระยะห่างอีกต่อไปในเมื่อระยะห่างบ่ได้เป็นระยะห่างแล้วพวกเขาก็จะพบกัน